Non tiên ra sức tháo dây xiềng, dân chúng an nhàn dạ mới yên. Cám cảnh thương đời ôi mê mùi, mong ước ngày kia giải mộng. Chào Phúc ạ. À. Chào hôm nay. Phúc hôm nay cũng rất là nhiệt tình, hôm qua có đi mà hôm nay cũng có đi. Đêm nay là mới 1 giờ thôi, Phúc lên đường này để đến chùa để đón xe qua đi diễu hành lên tổ đình nói gì. Mộng phèn muốn khỏi phải làm sao, không giữ ác nhân chưa bước vào, dình tâm nhu nhược chờ dần đến. Vậy mới rời xa cành máu đào khắp nước khổ vô cùng, Nam Việt dân tình mãi thung dung. Chẳng lo tu tình cầu Phật thánh, để nước đến chân mới già. Nhảy đùng ắt phải lọt ngoài sâu, chẳng gặp xuồng ghe chừng mới rầu. Làm sao lo liệu tu cho kịp, bập bẹ Nam Mô cùng nhập nhập cầu bệnh tật nỗi nào đâu, lao khổ nhân sanh cành nước tàu. Trẻ nhỏ ra rơi xa bố mẹ, sao còn tranh đoạt mãn môi cầu. Mồi câu danh lợi chúng dân rầu, kim chỉ phải dịnh chuyển càng sâu. Vĩnh qua phú quý chồm mây bạc, nhỏ nhà thi văn nẻo nhiệm màu. Nhiệm quá thanh thao, thần thánh Phật tiên xuống kêu gào. Dương gian mau tình trong trời. Ở đây là đại nước Phật thế nha. Tầm kiếm nơi nào đào siêu cao. Ôi, mấy cái đồ chuỗi cũng hết luôn hả? Nam Mô A Di Đà Phật. Tùng Quang kính chào toàn thể quý vị thân mến, chào bà con xa gần, chào những người thân quen trên kênh Tùng Quang. Tùng Quang cảm ơn toàn thể quý vị xa gần đã có lòng chọn kênh Tùng Quang để xem chương trình. Và cảm ơn quý vị đã có bấm like cho Tùng Quê để ủng hộ cho Tùng Quê có động lực để làm tiếp theo, những bộ phim tiếp theo. Và cảm ơn quý vị cũng có đôi lời bình luận rất hay để mà trợ duyên cùng Tùng Quê. Tất cả mọi người mà mở lên nhìn thấy lời bình luận của quý vị, những lời ý nghĩa đạo Phật pháp, những lời câu giảng rất là hay.
Đi Tùng Quê hôm nay thì hiện tại là khoảng giờ này gần 9 giờ quý vị. Bà con đi đang đổ về chùa cũng rất là đông. Tùng Quê đang đi chung với một người bạn. Chào Phúc ạ. Dạ, chào hôm nay. Phúc hôm nay cũng rất là nhiệt tình, hôm qua có đi mà hôm nay cũng có đi. Đêm đêm nay mới 1 giờ thôi Phúc lên đường này để đến chùa để đón xe qua đi diễu hành lên tổ đình đúng không gì. Đại Phúc cũng khá là siêng năng, nhiệt tình. Hiện tại thì quý vị thấy có một cái chân dung nằm ở trước chùa đó quý vị, đó là chân dung của Đức Thầy thỉnh từ tổ đình về nhé quý vị. Kính mời quý vị chỉnh lễ vô trong. Mời kính lễ Đức Thầy. Mời kính lễ Tam Bảo Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ tôi xong. Kính thưa quý vị thân mến, bà con mình đông quá nhiều. Quá đông rồi ha. Đi vô không? Không đi ra. Cái cô vị hậu trường rất là đông luôn quý vị, cả ngàn người, cả ngàn người đang đang mà dự lễ giống gì. Cái cô vị giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi lần ra đi sao thì quá cứ bà con đông. Có trung ương mà vô bữa nay. Cấp cấp nhà nước á. Cấp nhà nước của trung ương. Rồi đúng rồi. Xin cảm ơn thần đạo Liên Tâm. Ủa sao bác nói không về mua đồ mua gì vậy? Thôi ra giờ tiếp theo chương trình báo cáo công tác và lãnh đạo sự năm 2024 và định hướng là lãnh đạo sự nhiệm kỳ 2024-2029 của ban thường vụ trung ương giáo hội Phật giáo Hà Nội. Hằng ngày chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Huy Diễm, phó trưởng ban thường trực ban chấp hành trung ương đến báo cáo. Trân trọng kính mời ông. Sao dữ nhiều vậy? Kính thưa quý vị thân mến, hiện tại Tùng Quê đã đi lần là phía sau. Hiện tại thì giấc này quý vị đi còn thấy xe qua như vậy. Chứ 11 giờ xe qua đi rồi. Xe qua đi diễu hành rồi thì chúng ta không còn thấy xe nữa. Đợi mình dọc lại mình kêu cái thưa quý vị thân mến, bà con quá đông luôn nha. Bữa nay 18 là phải nói bà con khá đông, đông đông nhiều luôn nhớ đi. Ở đây là nơi điểm phát sóng giảng nha quý vị. Sao bà con tỉnh nhiều không? Dạ còn hai gai. Gai hả? Ủa mấy chị kia đi đâu chăng rồi? Cơm rồi. Cơm hả? Nãy giờ đâu người ta không phải có
vị thân mến, giờ đây thì Tùng Quê sẽ đi lần ra phía sau nhé. Hiện tại bà con mình đi tới đi lui để giếng. Ôi, lên được. Nãy giờ bao nhiêu tiếng không vậy? Dạ. Bây giờ mình cũng dòm xe qua chút cho cái gì. Bà con mình cũng đi giếng xem xe qua. Đây là điểm đẩy nước sữa nha mọi người. Đẩy sữa. Sữa đậu nành. Đậu môi là vậy. Sao lý do? Trời ông bạn tôi vậy mà không chịu uống sữa đậu nành phải không? Giờ thì hứa là sữa đậu nành là tôi. Bánh bà con phải nói là trung trung đẹp đẹp luôn chưa, quá sức người ta. Các điểm đãi tiêu liên tục luôn. Các bộ phận đãi nước thì tiếp tục đãi để cho bà con có đủ điều kiện mát uống nước khỏe để đi. Sơn nha. Đây là con đường về Long Cù giống vậy. Cái đội về thân mến là Tùng Quê đã trở lại phía trước chùa. Thấy bà con mình quá đông luôn vậy. Bà con cũng vẫn còn rất là đông. Đi.
bà con rất là đông luôn quý ơi. Phải nói hôm nay bà con mình đã đi lễ rất là nhiệt tình. Trời mưa che dù đi luôn. Mưa bữa nay lâm râm quý vị. Đêm hôm thì mưa giấc tối. Bà con mình cũng khó khăn là ngoài sân này là ngủ không được quý vị. Quá đông luôn vậy. Cái đường này thông minh là cái đường đường này là quý vị thấy là người ta vẫn đi vô liên tục luôn. Cứ vẫn đi vô thôi quý vị, đi ra thì ít, đi vô thì nhiều. Tôi quay sẽ đi lặn vô trong bếp và tình hình bà con mình đã chống như thế nào thấy không? Ban hậu cần chắc phải lo nấu nướng dữ dội lắm mà. Hiện tại
làm hết kịp luôn. Dân nhà bếp hiện tại là chiên đồ ăn thêm tiếp tục nữa nha. Sao rồi tình hình sao mà thấy cái bộ lăng xăng quá vậy? Quá đông rồi. Hết kịp rồi hả? Quá đông rồi. Đẩy hoài suốt. Có sườn non á. Có sườn non luôn. Quá thứ rồi. Bà con đi dữ lắm ở chợ trước là trùng trùng người ta chứ. Ở vậy. Trong mắt là nó 30% nặng. À, cũng quý vị thân mến, các vị hậu cần ở phía sau của em là các cô các chị mình là làm các cây này là những sườn non quý vị. Quá chết rồi, quá đông rồi, bây giờ phải làm tiếp tục, bây giờ còn nước thì bưng tới chỗ luôn, nãy nước bây giờ bưng tới chỗ luôn quý vị. Còn các loại gia vị này là bây giờ là không còn rồi, làm tới sườn non chim luôn. Còn cái miếng mà giống như là miếng thịt ba rọi giống vậy rồi thì ngưng rồi. Đồ ăn rất là ngon nha quý vị, tiếp tục đãi liên tục. Báo cáo tình hình cô Năm người ta trước quá sức rồi. Dạ. Dạ. Bà con đi đông dữ vậy. Bà con đi đông mình mừng. Dạ, mình làm rồi kịp không cô? Dạ không biết được. Hả? Ông nhà nào phải ăn lấy đi. Mình làm vẫn kịp ăn đãi bà con ha. Kịp. Dạ. Đồ ăn đủ sức luôn ha. Dạ. Bây giờ là hết bàn ngồi rồi, đứng không à? Lớp chiên, lớp lợ chiên. Ui, xuống ăn đi để nó sôi, nó sôi. Chiên trắng quá hả? Muối là chiên. Cái này muối chiên chứ thì không kẹp rồi. Vậy đó hả? Muối chiên chảy luôn. Muối này là muối chiên luôn chứ thì không kẹp. Trộn muối vô chiên luôn. Ớt là muối chiên. Quá sức người ta trước giờ trùng trùng trước á. Nó dữ lắm mà, bây giờ con anh nhà qua nói cũng nói năm nay nó nấu rồi, cũng biết cái trọng lượng nó phải nhiều hơn. Ừ. Tại hồi năm ngoái còn ngưng chảo mình nghĩ năm nay là không ngưng luôn hả? Hoài tới chịu luôn như vậy đó, không có ngưng gì hết. Là biết rồi người ta quá sức rồi đúng không? Yêu cầu mình là cái này mình nấu mà ngưng chảo là mình biết số lượng ít rồi. Rồi vậy hả? Mình nấu mà chứ vô thổi hết đồ cái da vô hết đồ ra đâu, mình nấu bắt buộc phải nấu hoài rồi mình biết số lượng nó đông. Rồi, vậy là hôm nay chắc ăn là đông đó phải không? Không.
Bây giờ ngoài bàn là không có chỗ ngồi luôn, đứng luôn. Đứng luôn. Rồi bây giờ thành ra đồ ăn mình làm không còn thì kịp nữa hả? Không, có nghĩa là mình phải kịp, tại vì mình thay ba chảo mình làm liền luôn mà. Nghe dữ cùng, nhưng mà phải lên liền, nó đâu có thể tiến được. Bởi vì? Người ta đã xa, ta lợi là mình đồ khói, mình phải làm cho đủ đồ ăn cho ta, chứ đâu hiểu được. Dạ. Lớp này đẩy, lớp phải ăn gọt thêm đó. Ừ. Giữ cùng hoài vậy đó. Rồi. Thôi vậy chào anh nha. Rồi, đúng rồi. Quá sợ gì vậy? Đậu hũ thì à, đậu hũ do muối. Đậu đâu đó đậu chặt cành chứ, chặt cành. Làm hồi nào tới giờ? Làm hôm qua tới nay cái gì? Đi xuống bằng cái gì? Dạ. À, tính hụi gì? Thôi đấy đó, chào. Bà con mình, số bà con mà để mà làm rau củ rất là đông. À, để cho kịp mà đãi bà con thế gì, các chị này là đi lễ là không có ra trước, mà toàn là mà các chị này ở trong bếp không rồi chưa. Đây là các anh mình đây là đồ ăn và bưng ra. Rồi còn các chị này nấu cơm. Còn cái các chị rau cải sao còn không không đây. Cầm cơm nướng bốn cho cũng mì xèo luôn có gì ơi. Quá sức. Chị giờ này mới vô đi tiểu à? Thưa quý vị, giờ này thì sắp sửa 11 giờ rồi. Tụi quê sẽ cập nhật các xe qua sửa sạn lên đường. Các xe qua sửa sạn lên đường để du hành lên về hướng Tân Châu về sông Tiền. Bà con cũng còn rất là đông, bà con đi chuyến rất là đông. Đi chơi cái này nắng quá.
theo Sơn chắc vô giống luôn rồi hả? Thưa quý vị, giờ đây xe qua sửa sạn Vũ Thành đúng 11 giờ rồi. Xe qua hôm nay sẽ Vũ Thành đi thẳng Tân Châu nha quý vị. Tân Châu rồi lên trên như vậy là thẳng lên Vĩnh Sương, lên Tân An nha quý vị. Thì 30 chiếc xe qua rất là nhiều. À, hiện tại bà con mình cũng hơi thưa bớt đó. Thấy là thưa bớt đó. À, hiện tại trên hội trường đang chuyển âm sấm nhãn nữa vậy. Lên về hướng Tân Châu. Dẹt đường trước hay gì? Dẹt đường phía trước. Dẹt đường phía trước hả? Dẹt đi trước. Bà con đi rất là đông những gì. Hiện tại giờ này là 11 giờ trưa ngày 18 rồi mà bà con mình đi ra mình thấy ào ào cũng vậy. Oh,
trung tâm. Đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội, phục vụ phúc lợi cho toàn thể chúng con. Xe cuối cùng ngồi yên. Đi là xong, bà con đi quá sức luôn. Quá sức bà con luôn. Bà con đi theo xe qua quá sức luôn.
rất là đông luôn quý vị ơi, mình thấy đông hơn năm ngoái rất là nhiều. Tại vì tụi quê có ra sao bếp đó thì các anh nói mọi năm thì cũng lai rai rồi nghỉ, đặc biệt thì năm nay không có nghỉ quý vị. Có nghĩa là các anh mình cứ làm tiếp tục không có nghỉ, nên biết rằng là năm nay lượng khách rất là đông. Sao để mà coi xe qua. Đi rồi tràn vào phía trước rất là đông luôn. Giấc đời đừng đợi ta miếng còn cũng bằng mấy ba giờ đông liều ba còn nói vàng. Thưa quý vị, đồng quê cũng đi lần ra phía sau mình tìm nước uống một chút không gì. Các đồng quý vị thông mến, bà con vẫn còn đông luôn, xe qua đi hết rồi nên phải lui ra. Cái điểm đãi sữa đậu nành cũng nghỉ luôn rồi kìa. Mình kiểm tra tình hình coi các điểm đãi như thế nào hay gì. Bà con mình vẫn còn đi. Thì các điểm đãi nước vẫn còn đãi hay gì. Ở đây là đẩy nước học hé nha quý vị.
để bọc luôn. Bán giờ quá trời đất mười mấy tỷ rồi. Chắc cũng hai tiếng. Mấy tỷ thì chiều nay về đếm tiền. Ở đâu ông trời? Đối với mình ra để hết tiền luôn nè. Cái rau này vẫn còn đại nước nha quý vị. Kính thưa quý vị đồng mến, giờ đây thì Tùng Quê sẽ sẽ dừng phim quý vị, bởi vì cũng hơi dài rồi. Đặc biệt động phim này thì Tùng Quê cập nhật xe qua đi diễu hành vào lúc 11 giờ và những sự kiện xung quanh thì thấy cũng bình thường. Nếu quý vị, giờ đây thì Tùng Quê xin tạm dừng phim nếu quý vị. Có thể chiều nay Tùng Quê sẽ cập nhật thêm một đoạn ngắn nữa là cho quý vị biết là vào buổi chiều ngày 18 ha. Và chúng tôi thiết nghĩ là 18 chắc chiều chắc lẽ ít. Sao rồi, tình hình sao, ngồi thấy buồn chứ hả? Cho hoài ạ, đắt lắm chú ơi. Mấy cái đồ chuỗi cũng hết luôn hả? Hết luôn, không đủ các tin. Đắt rồi, có thêm 2 thùng giảng nữa rồi đó. Vậy đó hả? Có nói với ông Sáu Gịch ghi không? Đồ gói rồi đem ra đây. Dạ hả? Dạ chào anh. Thuốc anh thuốc nam còn không? Rồi. Cũng ráng lên chiều chiều đi ha. Dạ bà con cũng còn. Kính thưa quý vị, nơi đây thì tiểu ban anh sống giảng cũng đang phát sống giảng và khuôn. Hiện tại cũng bà con mình cũng đang thỉnh tâm lực hướng đi vẫn tới mà. Rồi Tùng Quê sẽ tạm dừng phim hiến diện tham mô cho tập bạch.